Chào mừng các bạn đến với kênh Nước Gaming. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Hãy cho mình một like, một chia sẻ và một comment nha các bạn. Nếu thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ cho các bạn cùng xem nhé. Trong cảnh này thì mình chọn hoa mặt trời, bơm khoai tây, đậu đậu xanh bắn hình lục giác. Ở trong cảnh này thì mình trồng một hàng hoa mặt trời. Những con zombie đã tấn công vào rồi các bạn. Trong cảnh này thì mình trồng bơm khoai tây để khóa những cái ngôi mộ. Mình sử dụng cỏ điện nha các bạn. Trong level này thì mình xài cỏ điện. Cỏ điện có sát thương cũng khá là cao các bạn, mà nó tiêu diệt được nhiều hàng các bạn. Còn đa số là những cái cây khác nó chỉ tiêu diệt trong một hàng của nó đang đứng thôi các bạn. Còn những cái hàng khác thì nó không có tiêu diệt, không có đánh được. Riêng tia lửa điện, tia sét điện này thì nó đánh được các hàng khác luôn các bạn, nên mình sử dụng nó rất là tiện lợi. Những con zombie mà đội cái mũ sắt này thì khá là cứng, tại vì nó có áo giáp. Những con zombie cầm đuốc này rất là nguy hiểm. Nếu như mà để nó vào trong thì nó sẽ đốt cháy hết những cái cây thực vật của chúng ta và chúng ta có thể thua. Ngoài cây sét đánh này thì mình trồng thêm những cây bơm khoai tây để ngăn chặn những lũ zombie vào đông quá. Những cái cây này nó không xử lý kịp thì nhờ có bơm khoai tây trợ giúp các bạn. Những con nhũng khổng lồ này thì nó rất là cứng và những cái cây của chúng ta thì không thể nào chiến đấu lại. Mình dùng hai tuyệt chiêu cùng một lúc luôn các bạn. Một tuyệt chiêu là gây nhiễm độc và một tuyệt chiêu là sẽ làm cho con zombie đứng lại. Nhưng mà mình thấy cảnh này thì không ổn rồi, zombie đã vào quá sâu rồi, nên mình có dùng tuyệt chiêu cuối để tiêu diệt hai con zombie này. Nếu không thì chúng ta sẽ thua. Các bạn xem kênh của mình, nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha các bạn. Các bạn chia sẻ cho các bạn cùng xem để ủng hộ mình nhé. Trong cảnh kim tự tháp diệt vong ngày thứ 30 thì mình lại tiếp tục sử dụng những cái cây, riêng có cây bắp là mình sử dụng để ngăn chặn những lũ zombie mà đi rất là nhanh đó các bạn, để làm cho nó đi chậm lại. Những quả bắp này quăng ra những cái hạt bơ làm cho những con zombie đi rất là chậm và đứng yên. Nó quăng khi nó quăng cục bơ ra là những con zombie đứng rất là im luôn, không đi đâu nữa. Còn bơm khoai tây thì mình sử dụng để dọn những ngôi mộ này cho sạch sẽ các bạn.
cảnh này thì mình xài cây súng bắp cũng rất là tốt, tại vì cây súng bắp nó bắn được trên cao các bạn. Bơm khoai tây thì phá những ngôi mộ này rất là hay. Những con zombie khôi miên thì chậm rãi bước vào và làm nhiệm vụ của chúng là thấy hoa mặt trời nào mà nở ra thì chúng sẽ lấy cái chiếc hoa mặt trời đó bằng cách là khôi miên ăn nó và thu phục nó các bạn. Còn những con zombie lạc đà là nó đi thành từng nhóm ba con ghép lại thành con lạc đà. Những cái con này thật là cứng đầu. Và đa số trong cảnh này mình lại sử dụng cây bắp và cây bơm khoai tây để phá những cái ngôi mộ này một cách nhanh chóng và gọn gàng và đỡ tốn chi phí tiền bạc nữa các bạn. Các bạn xem kênh của mình nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ. Các bạn nhớ nhấn chuông để khi mình ra video mới thì cái chuông đó nó sẽ thông báo cho các bạn để các bạn vào xem nha các bạn. Thank you.
bạn xem kênh của mình. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ. Các bạn nhớ nhấn chuông để khi mình ra video mới thì cái chuông đó nó sẽ thông báo cho các bạn, để các bạn vào xem nha các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và thành công. Thank you.